chương thứ 14. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giêsu và giết đi, vì họ nói rằng chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sinh sự xôn xao trong dân chúng. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon là kẻ phun. Ngài đứng ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơn nhê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để mặc người. Sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được. Nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Bây giờ, Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giêsu cho. Họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc. Rồi Judas tìm dịp tiện để nộp ngài. Ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên con làm lễ vượt qua. Các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài sai hai môn đồ đi và dặn rằng, hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước, cứ theo sau. Hễ người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng, Thầy phán, cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu? Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn, trên lầu có đồ đạc sẵn sàng, hãy dọn tại đó cho chúng ta. Vậy, hai môn đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều như lời ngài đã phán, rồi dọn lễ vượt qua. Buổi chiều, ngài đến với 12 sứ đồ. Đang ngồi ăn, Đức Chúa Giêsu phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta. Các môn đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng ngài rằng, có phải tôi chăng? Ngài đáp rằng, ấy là một trong 12 người, là người đưa tay vào mâm cùng ta. Vì con người đi, y như lời đã chép về ngài, nhưng khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ mà phán rằng, hãy lấy, này là thân thể ta. Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng, này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng, tất cả các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, vì có chép rằng, ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ thưa rằng, dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng, dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Kế đó, đi đến một nơi kia gọi là Gethsemane, Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng, các ngươi hãy ngồi đây đợi ta cầu nguyện. Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng, linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức. Rồi ngài đi một đổi xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng, nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Ngài rằng, A-ba, lạy cha, mọi việc cha làm được cả, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều cha muốn.
Rồi Ngài trở lại, thấy ba người ngủ, bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng, Simon, ngủ ư, ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào chứa cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần nữa và cầu nguyện y như lời trước. Ngài trở lại thấy môn đồ còn ngủ vì con mắt đã đừ quá và không biết trả lời cùng Ngài thế nào. Ngài trở lại lần thứ ba phán cùng môn đồ rằng, bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Thôi, giờ đã tới rồi. Này, có người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy, đi hà. Kìa, đứa phản ta đã đến gần. Ngài đang còn phán, tức thì Giuđa là một trong 12 sứ đồ thoạt đến với một toán đông cầm gươm và gậy, bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão phái đến. Vả, đứa phản ngài đã cho chúng dấu hiệu này. Hễ tôi hôn ai, ấy là người đó, hãy bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận. Vậy khi Giuđa đến rồi liền lại gần ngài mà nói rằng lại thầy, rồi nó hôn ngài. Chúng bèn tra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Có một người trong những kẻ ở đó rút gươm ra đánh một đứa đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai đi. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng chúng rằng, các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta, như ta là kẻ trộm cướp. Ta hàng ngày ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ mà các ngươi không bắt ta. Nhưng điều ấy xảy đến để lời kinh thánh được ứng nghiệm. Bây giờ, mọi người đều bỏ ngài và trốn đi cả. Có một người trẻ tuổi kia theo ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình, chúng bắt người. Những người bỏ khăn lại, ở chuồng chạy trốn khỏi tay chúng. Chúng điều Đức Chúa Giêsu đến nơi thầy cả thượng phẩm, có hết thảy thầy tế lễ cả, trưởng lão và thầy thông giáo nhóm họp tại đó. Phi-e-rơ theo sau ngài xa xa, cho đến nơi sân trong của thầy cả thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính gần đống lửa mà sưởi. Vả các thầy tế lễ cả cùng cả tòa công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Giêsu đặng giết ngài, nhưng không kiếm được gì cả. Vì có nhiều kẻ làm chứng dối nghịch cùng ngài, nhưng lời họ khai chẳng hợp nhau. Bây giờ có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch cùng ngài rằng, chúng tôi có nghe người nói, ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cất lên, khỏi 3 ngày, ta sẽ cất một đền thờ khác, không phải bởi tay người ta cất. Nhưng về điều này, lời chứng của họ cũng chẳng hợp nhau nữa. Khi ấy, thầy cả thượng phẩm đứng dậy giữa hội đồng tra hỏi Đức Chúa Giêsu mà rằng, ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ này cáo ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu yên lặng không trả lời gì cả. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi, ấy chính ngươi là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta chính phải đó. Các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà xuống. Bây giờ thầy cả thượng phẩm xé áo mình ra mà rằng, chúng ta có cần kiếm chứng cớ khác nữa làm gì? Các ngươi có nghe lời lộng ngôn chăng? Các ngươi nghĩ thế nào? Ai nấy đều đoán ngài đáng chết. Có kẻ nhổ trên ngài, đẩy mặt ngài lại, đấm ngài và nói với ngài rằng, hãy nói tiên tri đi. Các lính canh lấy gậy đánh ngài. Phi-e-rơ đang ở dưới nơi sân, có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến, thấy Phi-e-rơ đang sưởi, nhìn người mà rằng, ngươi trước cũng ở với Giê-xu Na-sa-rét. Nhưng người chối rằng, ta không biết, ta không hiểu ngươi nói chi. Đoạn người biết ra tiền đường thì gà gái. Đầy tớ gái đó thấy người lại nói cùng những người ở đó rằng, người này cũng là bọn đó. Nhưng người lại chối một lần nữa. Khỏi một chập, những kẻ đứng đó nói cùng Phi-e-rơ rằng, chắc thật ngươi cũng là bọn đó vì ngươi là người Ga-li-lê. Người bèn rủa mà thề rằng, ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó. Tức thì gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng, trước khi gà gáy 2 lượt, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Người tưởng đến thì khóc.